Namo mô ta sa phắc quá tora ha tora sama samput ta ha sa Na ta sa phắc tora ha sama samput ta ha sa Na ta sa phắc tora ha sama samput ha sa đề tự sinh uh, tăng dương ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng là ba ngôi bi báo những ai có niềm tin à, thực hành theo ba ngôi báo này sẽ đem lợi ích cho đời này và đời sau hôm nay à, chúng tôi xin à, chia sẻ đến quý vị một bài pháp hay là một thời pháp ngắn à, đến quý vị được gọi là thời pháp hôm nay à, chúng tôi muốn dẫn chứng một câu nói là như thế nào được gọi là nhiều thiền sự pa hung cọ sa lăng ở đây như thế nào gọi là thiền sự kính thưa quý vị thiền sự ở đây tức là các việc phước báo những hành động do thân do khẩu do ý mà chúng sanh làm hay là hành động là nguyên nhân dẫn đến quả hạnh phúc hay là an vui trong đời này và đời sau thì như vậy được gọi là thiền sự à, danh từ thiện sự cũng có thể chia thành năm nghĩa thiện có năm nghĩa là đó là một là tốt đẹp được gọi là thiền sự hai sự khôn khéo hay là sự khéo léo cũng được gọi là thiện sự ba những gì không có lỗi lầm cũng được gọi là thiền sự. 4. Cái gì không bệnh hoạn cũng được gọi là thiền sự. 5. Cái gì là nhân lành đưa đến vả vui cũng được gọi là thiền sự. À, chúng tôi sẽ giải thích từng câu một, từng câu một như thế nào được gọi là thiền sự. thiền sự ở đây là nguyên nhân dẫn đến quả an vui và hạnh phúc trong đời này bởi sao một ở đây như thế nào được gọi là thiền sự là sự tốt đẹp là sự tốt đẹp ở đây tức là hành động nào bằng tâm tịnh hảo sopanocchitta hay là những tâm thiện chết tác là bởi vì tâm thiện đó nó được phối hợp do tâm sở tịnh hảo sopana chetta những tâm sở tịnh hảo đó cho nên được gọi là tốt đẹp hảo có nghĩa là quan hoàng, hoàng mỹ hay là hoàn toàn trong sạch hay là thanh tịnh nên được gọi là tốt đẹp cho nên những hành động nào được xuất phát từ tâm tịnh hảo và tâm tịnh hảo đó được gọi là hành động tốt đẹp đó được gọi là thiền sự. Thứ hai là sự khôn khéo hay là sự khéo léo gọi là thiện sự. Ở đây thưa quý vị, vì rằng tâm thiện được phối hợp bởi những tâm sở khéo léo à, tức là tâm sở tịnh hảo khéo léo đó như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xã tịnh thân tịnh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân à, tránh tâm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tùy hỷ và trí tuệ vân vân thì những tâm sở này được xem là những trạng thái à, pháp tô điểm cho tâm thiện hành động một cách hết sức là khéo léo không có sự vụng về như là tâm bất thiện và điều này à, chúng ta đã hiểu rằng khi một người nào đó hành động hay là lời nói hoặc suy nghĩ với tâm bất thiện thì người đó hành động hay là lời nói ý suy nghĩ một cách hết sức là thô tháo và một cách hết sức là hư hỏng thì ngược lại khi mà chúng ta sống bằng tâm thiện thì tâm thiện đó khiến cho tư tưởng của chúng ta luôn luôn hết sức là trong sáng và tư tưởng đó nó sẽ khiến cho cử chỉ hành động của chúng ta có sự khôn khéo không gây đau khổ cho chúng sanh khác không làm phiền tối đến chúng sanh khác và lời nói của chúng ta nếu là lời nói thiện cũng vậy chính lời nói thiện khiến chúng ta nói bằng những tâm thiện bằng những lời chân thật bằng những ái ngữ bằng những lời hòa hợp bằng lời lợi ích bằng lời hợp thời thì như vậy được gọi là sự khéo léo đó là tâm thiện thứ ba lại nữa thưa quý vị tâm thiện là một trạng thái tâm không bình hoạn quá thật vậy khi một chúng sanh nào đó à, khởi lên tâm bất thiện thì chúng sanh đó luôn luôn có trạng thái phiền tối, phiền lị, đau khổ và giống như là một kẻ bệnh hoạn thì do tư tưởng bệnh tham, bệnh sân bệnh si mê uh, cho nên hành động và lời nói của người đó như là một kẻ bệnh hoạn vì hành động và lời nói không có sự tốt đẹp, không có sự nhiệt tình, không có uh, tác dụng hữu ích như vậy cho nên người nào sống bằng tâm thiện, tâm bất thiện thì người đó gọi là người bệnh hoạn. Thì ngược lại, khi mà chúng ta sống bằng tâm thiện, bằng tâm không có bệnh hoạn và hành động cũng như là lời nói của chúng ta không có sự mâu thuẫn, không có sự yếu đuối thì như vậy được gọi là tâm không bệnh hoạn đó là ý nghĩa của tâm thiện thứ tư cái gì không lỗi lầm được gọi là tâm thiện ở đây thưa quý vị quả thật vậy đối với một người đệ tử của đức phật trong trong hành động hay lời nói luôn luôn có sự tốt đẹp có sự thanh tịnh cho nên không có lỗi lầm Còn khi chúng ta hành động hay lời nói Bằng những tư tưởng bất thiện Thì mỗi hành động của chúng ta Sanh khởi đều mang một cái lỗi lầm Mang cái khuyết điểm Cũng như là câu chuyện của hai vị tỳ kheo Khi ấy có một vị tỳ kheo Có một lòng từ bi Khi vị ấy À, một vị tỳ kheo đã trông thấy một con thú đang bị mắc bẫy của thợ săn. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo hành động, động tâm, lòng trắc ẩn, khởi bi mẫn, khởi tâm lòng bi mẫn đến con thú đang bị mắc bẫy đó và vị, vị ấy đã à, tháo gỡ cho con thú đó được à, thoát thân. Vị tỳ kheo khi ấy thấy mình hành động như vậy mà cảm thấy ái nái khó chịu không biết mình hành động như vậy như vậy có phạm lỗi lầm hay giới lực mà Đức Phật đã chế định hay không? vì tỳ kheo về bạch với Đức Phật và Đức Phật ngài đã xác định rằng vị tỳ kheo đó không phạm lỗi lầm hay không hai giới lực là bởi vì vị ấy hành động bằng tâm, thiện bằng tâm thương xót, bằng tâm bi mẫn cho nên vị tỳ kheo người không phạm lỗi lầm hay là lỗi lầm gì. Rồi cũng có một vị tỳ kheo khác cũng hành động tương tự như vậy, nhưng trong sự hành động của vị này lại có ý tưởng nghĩ rằng Quỷ thợ sáng này hằng ngày đã làm phiền nhiễu ta Làm cho ta bị động tâm Làm cho ta không tu tập được Thì như vậy ta hãy tháo gỡ con thú này Để người thở săn bị thất vọng Và không lui tới đây nữa Thì do tư tưởng sai lầm mà vị tiệt heo Dẫn đến hành động Tức là tháo gỡ con thú của thợ săn khi câu chuyện này bạch trình lên đức phật và đức phật ngài đã xác định rằng vị tỳ kheo đó đã phạm lỗi lầm phạm tội trọng cấp ở đây thưa quý vị với hai câu chuyện uh, chúng tôi vừa kể vừa nêu trên thì chúng ta nên nhận biết rằng một khi hành động của chúng ta là hành động thiện thì chắc chắn sẽ không có lỗi lầm, còn hành động ác bất thiện pháp thì chắc chắn dẫn đến lỗi lầm. Bởi thế tâm thiện được gọi là không lỗi lầm. Thứ năm, thưa quý vị, cái gì già nhân lành đưa đến vả vui. Ở đây thưa quý vị Đức Phật có dạy rằng Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ yếu tạo Nếu nói hay hành động Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo sau Như bóng không rời hình Cũng thế ấy Khi chúng ta khởi lên tâm thiện Để chúng ta hành động Hoặc lời nói Hoặc tư tưởng Hoặc tư duy Thì chính nhờ tâm thiện Tạo nên thiện nghiệp thân thiện nghiệp khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp mà đưa đến quả hạnh phúc an vui sau khi mệnh chung được tái sanh làm người hay cõi trời hạnh phúc an lạc còn nếu như chưa tái sanh chưa thân ngoại mạng chung mà người đó vẫn còn sống thì ngay trong hiện tại chính do nhờ tâm thiện này mà quả an vui của vị đó sẽ là hiện tại đặc trú sự thật khi mà chúng ta sống bằng tâm thiện thì cho dù quả trong tương lai chúng ta chưa được hưởng nhưng ngay trong hiện tại là chúng ta đã có sự an lạc có sự yên vui khi nghĩ đến tịnh nghiệp mà mình đã làm Chúng ta không có sự ăn năn Không có sự bức rứt Vì thế thiện được gọi là nhân lành cho quả vui Khi chúng ta đã hiểu được thiện pháp nó có nhiều vậy Và chúng ta cũng nên biết rằng tất cả chúng sanh ở trên thế gian này, ở trên đời này là nghiệp phân chia chúng sanh thành u thắng và hạ liệt. Và nếu như chúng sanh tạo được nhiều thiện sự, nhiều thiện pháp thì chúng sanh đó sẽ được an vui, hạnh phúc trong đời này và đời sau. Tại pháp đến đây chúng tôi xin gửi đến và chia sẻ đến tất cả quý vị mong cho các vị được an vui được hạnh phúc và mong cho các vị luôn nào lúc nào cũng ý thức trong cuộc sống nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô tạ sa phật cầu vạn to ra hà to samma samput tha sa nam mô tạ sa phật cầu vạn ra samput -sam tha -sa. nam mô tạ sa phật cầu vạn ra sám Phật hạ Sa đệ tử tự xin uh, tán dương ân Đức Phật, ân Đức pháp, ân Đức tăng là ba ngôi bi báo. Những ai có niềm tin uh, thực hành theo ba ngôi bi báo này sẽ đem lợi ích cho đời này và đời sau. Hôm nay uh, chúng tôi xin uh, chia sẻ đến quý vị một bài pháp hay là một thời pháp ngắn. À, đến b vị được gọi là thời pháp hôm nay à, chúng ta